nhà chức trách Indonesia đang nỗ lực giải cứu một con cá sấu khỏi chiếc lốp xe bị mắc kẹt từ 2 năm nay. 7 tình nguyện viên cố gắng giúp đỡ nó dưới sự giám sát của Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Trung Sulawesi, nhưng vẫn chưa thành công. Họ nhiều lần thử dụ con cá sấu lên cạn nhưng đều thất bại vì nó tỏ ra không mấy hứng thú với thịt gà dùng làm mồi nhử. Các nhà chức trách lo ngại, với kích thước ngày càng tăng, con cá sấu có thể chết nếu chiếc lốp xe không được loại bỏ kịp thời. Con cá sấu hiện dài khoảng 4 mét và thuộc loại cá sấu xiêm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.